17 giờ chiều nay, chị Nguyễn Thị Hồng, sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Hà Nội, đến bến xe nước ngầm mua vé. Không phải chen lấn, cũng chẳng bị ép giá, chị Hồng dễ dàng mua được vé ô tô về quê. Ra tới phương tiện, trên xe chỉ leo teo vài hành khách. Điều này, theo chị Hồng, là trái hẳn với lo ngại của chị trước đó, cũng như quy luật của mọi năm. Thực sự thì mọi năm thì thấy các bến xe rất là đông, nhưng mà không hiểu tại sao năm nay thì bến xe hoạt động rất là nghiêm túc, mua vé rất là dễ dàng, người bán và người mua trao đổi rất là nhanh, không có gặp gì sơ suất hay là trục trặc cả. Có vẻ như so với năm ngoái thì chưa nhiều bằng, chưa đông, nhưng mà có khả năng một ngày tới thì sẽ là có vẻ nó sẽ đông hơn. Còn chiếc xe này chạy về Hà Tĩnh, khi rời bến vẫn còn khá nhiều ghế trống. Mặc dù là ngày cao điểm học sinh, sinh viên về quê nghỉ lễ. Hiện tại chứ thì đang thiếu khoảng 4-5 giường nữa, chưa đủ giường. Mà là giờ xuất bến thì đến 3:20, 15:20. Khách nếu có nhu cầu đi xe thì lên vào bến mua vé đi xe, để tránh tình trạng là xe dù mới cả cò mồi. Trong khi đó, tại bến xe Mỹ Đình và Giáp Bát, những điểm nóng về áp lực giao thông ngày nghỉ lễ, thì chiều nay, số lượng hành khách đến mua vé vẫn khá thừa thớt. Tại khu vực cổng bến xe, lượng hành khách vào bến không tấp nập như mọi khi. Trong khu vực phòng chờ, cảnh hành khách mệt mỏi ngồi chờ, mua một tấm vé cũng không xuất hiện như những năm trước. Thực ra thì do cái Tết cổ truyền nó tương đối dài, do đó thì tôi nghĩ rằng là cái hành khách đi người ta cũng bố trí mình hình thức là giải rác chứ nó không thể tập trung về một ngày. Do đó thì tôi nghĩ rằng từ giờ đến Tết thì nó cũng bình thường. Theo như là thống kê thì lượng khách ngày hôm nay cũng sẽ tăng hơn so ngày thường khoảng 30-40%. Theo công ty quản lý bến xe khách Hà Nội, trong hai ngày 21 và 22, lượng hành khách về quê đón Tết qua các bến xe chỉ khoảng gần 60.000 lượt. Đơn vị này chỉ phải tăng cường 14 xe trong 2 ngày qua. Ngày mai là ngày hôm công táo và ngày rồi thì cũng có một số trường được nghỉ sinh viên về. Sau đó theo dự kiến là ngày hôm nay là ngày đông khách. Tuy nhiên theo được biết là còn một số trường đại học nữa vẫn chưa cho nghỉ, vẫn đang thi, sau đó học sinh, sinh viên vẫn chưa về hết. Nên lượng khách ngày hôm nay, hôm qua và hôm nay, lượng khách chỉ tăng 9% so với ngày thường. Mặc dù nhận định hành khách gia tăng đột biến vào ngày hôm nay 22 tháng 1, nhưng lượng khách không tăng như kỳ vọng. Thậm chí, nhiều phương tiện rời bến vẫn còn trống ghế. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty quản lý bến xe khách Hà Nội cho biết sẽ không có chuyện chủ quan những ngày tiếp theo vì rất có thể lượng khách sẽ dồn vào ngày cao điểm là 26 và 28 tới đây.